Rồi bây giờ mình sẽ sửa bài của một bạn ha, là bạn Nguyễn Văn Hoàng. Đây Nguyễn Văn Hoàng, đây file của bạn đó đây. Rồi. Mình sẽ copy những file ký sinh bỏ qua. Copy. Mình coi bạn nó bị lỗi gì mà chạy không được ha. Rồi bây giờ mình chạy chương trình BGA của bạn đó để coi ổn không. À, đây là bạn sẽ xét từ không không phẩy mấy á, cho tới 99 phẩy mấy á, và một số sau dấu phẩy thập phân thôi, tại vì có ba chữ số có nghĩa mà có hai chữ số trước dấu phẩy rồi. Rồi ở đây khai báo ok hết. Ở đây bạn bạn chạy trong 50 giây, 50 giây mà thời gian lấy mẫu là 0,01, tức là 5.001 mẫu. 5.001 mẫu nha. Ở đây bạn chọn 5.500 mà lớn hơn 5.001 là không được rồi, chạy không bao giờ được. 4.900 thôi. 4.900 thôi. Thì các bạn thấy là chỗ này nè, 50 giây mà thời gian lấy mẫu của bạn mình đó là 0,01 thì phải. Tức là nếu mà cái chương trình của mình mà cái bộ thông số nó chạy đẹp á, nó cũng chỉ chạy được tới 5.001 mẫu thôi. Mà bạn mình khai báo 5.500 thì có bao giờ nó chạy tới 5.500 để nó hiện lên cho bạn mình đâu, cho nên lỗi là cái chắc. Nha. Cho nên mình sẽ sửa lại một con số nào đó nó hơi nó lớn nhưng mà nó gần gần với con số 5, nó phải nhỏ hơn con số 5.001. Từ đây thầy soạn con số 4.900. Rồi. Nói chị lên thử coi sao. HNS bóp sai N3 ren bị lỗi này. Bóp sai của bạn mình là 10. N3 3 ren 0 tới 100. Nè. Cái ren này nó là một cái ma trận. Một cái ma trận mà ma trận mình khai báo là ma trận dài ra phía sau. Ở đây á, bạn không được quyền xuống hàng tự tiện. MATLAB nó không có hiểu cái xuống hàng tự tiện. Ở đây các bạn, một là phải chuyển cái 100 này lên. Ha. Còn hai á, là nếu bạn muốn xuống hàng thì chỗ này bạn phải để ba chấm để nó hiểu là hai cái hàng trên hàng dưới là cùng một hàng. Bạn không để cái này nó báo lỗi liền. Ủa chứ cho thầy hỏi cái E2 này là cái gì? Mình đâu có E2 đâu. Trong cái của mình nó chỉ có E1 thôi mà. Làm gì có E2, cho nên bạn để E2 vô là chết nè. Nha. Để E2 vô là chết. Để E2 vô là chết. Giả lại cái gì mà HI Nitbot này là ai hướng dẫn mấy bạn vậy? Tại vì trong cái chương trình BIDGA thì kêu mấy bạn sửa nó là như thế này nè. Các bạn để bậy bạ rồi ha. Để bậy bạ rồi. Mình sửa lệnh của người ta thôi chứ mình đâu có được đánh lệnh của mình, tại nếu mình chưa hiểu rõ sao mình đánh được. Ha. Rồi. Ở đây nó chưa hiểu thông số hệ thống nè, bạn phải nhập thông số hệ thống nữa. Thông số hệ thống của mình bạn nhập bị xíu bị sai gì rồi nè. À, G là cái gì? G chưa thấy G nè. Đó, chưa thấy G này không? Có nghĩa là có một cái thông số nó không nhận ra được thì nó cũng sẽ chạy nó báo lỗi. Nè, ao E1 nó không hiểu ao E1 là gì. Trong quá trình chạy nó xuất thẳng ra E1 luôn rồi. Có nghĩa là một số phiên bản MATLAB và một số cái máy thì nó bắt là ao rồi xuất ra E1. Còn máy của thầy thì nó kêu là E1 luôn ha. Thì bạn coi máy của bạn là trường hợp như thế nào. Như trường hợp máy của thầy thì cũng không có cần phải cái ao.E1 này nữa.
Nếu mấy bạn mà phạm những cái lỗi mà thầy đã sửa những clip trước đó rồi thì thầy sẽ trừ điểm mấy bạn nha. Chứ không cứ người này sửa lặp lại y chang những cái lỗi của người kia rồi rốt cục mình ngồi đây mình sửa chương trình cho mấy bạn không à. Đó, bây giờ nó chạy được rồi đó. Nó chạy nó xuất ra mấy cái thằng Z rồi đó. Các bạn sửa code của người ta, các bạn làm ơn để ý mấy cái lệnh của người bạn coi sao chép qua có đúng hay không. Chẳng hạn như trong cái chương trình gốc á, là bóp bằng encode decimal inside, mấy bạn thấy viết qua hết không? Nó viết qua hết, tại sao các bạn lại không có lấy đúng cái lệnh của người ta mà viết lại là bị sai? MATLAB nó phân biệt chữ qua chữ thường đó. Thấy không? Mấy bạn phải để ý chứ, mấy cái lỗi này là khi mình lấy chương trình của người ta mình xài thì mình phải nó cái nào mình không hiểu thì mình phải phải viết lại cho đúng. Đó bây giờ bạn coi coi cái gì nào chạy phù hợp được thì bạn lấy cái gì đó nè. Select line ranking nè. Trong cái file gốc BDGA mà thầy up lên cho mấy bạn xem để mà sửa đó thì nè select line ranking nó đều viết qua hết nè. Tại sao qua đây mấy bạn lại viết thường? Nè, mấy bạn viết thường hết trơn vậy là nó đâu có hiểu nghĩa được. Đó, bây giờ là hết lỗi rồi đó. Lại nữa nè, cross to bond nè, viết thường nè. Trong khi cái file gốc của người ta viết qua nè. Nó phân biệt chữ qua chữ thường bạn ơi. Rồi giờ hết lỗi rồi đó. Rồi trong đó bạn coi có thằng gì nào mà nó hiển thị nhỏ 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 đó, thằng gì nào mà nhỏ thì lấy thằng KPKKD đó thế vào hệ thống để kiểm tra. Nè. If ABS Benefit Generation. Nói chung là bạn phải coi coi là cái file gốc bạn bạn coi cái file gốc á là người ta khai báo thông số như thế nào, bạn ghi lại cho nó đúng. Nhưng mà nói chung nó hiển thị được mấy thằng C này là bạn có thể lấy ra bạn thử được rồi đó. Chẳng hạn như bây giờ thằng KB cây cái đây này lấy ra. Copy lộn base enter xong rồi mình cho chạy cái chương trình này bốn mươi lăm. Nói chung là bạn lúc mô phỏng thì là 50 nhưng mà lúc mà chạy thiệt thì là 100. Hình như nó mất ổn định rồi, này nó mất ổn định rồi. Ở đây là nó nói là nếu chẳng hạn như mà dữ liệu các thế hệ sau mà so với thế hệ đầu mà cái sự sai số của nó mà nhỏ quá đi. Epsilon là một con số rất nhỏ mà nếu cái thế hệ sau sau một quá trình lai ghép nó vẫn nó không có sự thay đổi khác nhiều về cái hàm thích nghi thì lúc này á mình lưu trữ lại và nếu lưu trữ đến một con số mà mass store generation á có nghĩa là sau bao nhiêu khoảng thế hệ đó mà thế hệ sau nó không có tốt gì hơn thế hệ đầu thì lập tức dừng chương trình lại. Thì nếu mà mình thấy cái đoạn này á, mà nó gây khó khăn cho mình thì mình cũng có thể có nghĩa là nó bị rơi vô cục bộ đó, nghiệm cục bộ rồi ha. Thì lúc này mình có thể hiệu chỉnh chẳng hạn như mình giảm epsilon xuống hoặc là mình tăng cái mass tone generation lên ha. Để cho nó có cố gắng nó chạy đi lâu đủ lâu để nó thoát khỏi cái giá trị cục bộ này. Còn nếu rơi vô cái cục bộ mà thoát không ra được nó sẽ dừng chương trình đó. Trường hợp của bạn thì nên tăng đột biến lên.
tăng đột biến lên. Như vậy thì chương trình của mình có khả năng nó chạy lâu hơn để nó thoát khỏi cái cục bộ ha. Thì cái đó là mình mong chờ thôi. Còn quá trình chạy mình phải thử nhiều lần. À, chết bạn rồi nè. Ơi, lại chết nữa rồi. Bạn biết là cái ngõ ra của mình là cái điện áp cấp cho máy bơm. Điện áp cấp cho máy bơm đâu phải là từ trừ 0,5V tới 0,5V. Nó là từ 0 tới 12V. Bạn không coi những clip đó trước đó của thầy. Bạn không coi những clip trước đó của thầy cho nên bạn mới rơi vô cái tình trạng này. Nói chung là ổn rồi đó. Bây giờ bạn ngồi bạn làm lại đi ha. Đây nè, nó vừa xuất hiện những cái mà có mũ cộng 3 nè. Đó, bạn xem lại những thằng nào mà G nó nhỏ thì bạn lấy. Chẳng hạn như là ví dụ như là thằng này đi. Thấy có giờ ổn nè. Này, ổn định rồi nè. Ổn định rồi đó, tại 20 nè. Ha.